Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Adler Hanh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay Hanh Nguyễn sẽ ghép bộ sự kiện nhỏ nhỏ. Thì bộ sự kiện này Hanh Nguyễn đã tập hợp toàn bộ những thiết bị gần như là 90% là mới tinh, trừ đôi loa súp kép 40 từ 22 hoặc 100 là bãi, còn toàn bộ là mới tinh. Thiết bị thứ nhất đó là một chiếc máy lén DBX266XL có nhiệm vụ là cắt và lấy bỏ toàn bộ các thể loại âm thanh có ngưỡng. Thiết bị thứ hai là một chiếc máy lưng tiếng IDOLV 100. Thiết bị thứ ba đó là một chiếc mixer UG925 mã. Thiết bị thứ tư đó là một chiếc lọc DBX221. Thiết bị thứ năm đó là chiếc băng số. Thiết bị thứ sáu là một cục đẩy CA 4900 chạy công nghệ CRH. Thiết bị thứ bảy đó là cục đẩy CA20 Crit Audio CA20 52 đèn. Thì cục đẩy mục đích để đánh súp rất là tốt, rất là tốt. Em đếm lại: 1 máy lén, 2 idol, 3 mic, 4 lọc, 5 băng số, 6 cục đẩy CA 4900, 4 kênh. Công suất của này là 900W trên 1 kênh, đánh ở nội trở 8 ohm. Thiết bị thứ bảy đó là cục đẩy CA20 52 đèn mới tinh. Thiết bị thứ 8 đó là một bản mixer rack 12 line, bản này cực chuẩn luôn, chạy khá ổn và quá hay. Và đôi loa JBL 725, thì tổng trọng lượng đôi loa này có khối lượng là một tạ 20 cân, được nhập khẩu từ Trung Quốc, trên thùng đã quánh một chữ JBL, nặng một tạ 20 kg. Và Hanh Nguyễn ghép vào đôi loa DK sầm DK bát 40 từ của nó 22 học 100 thôi nhá. Tức đôi là súp kép, đôi là súp kép là 4 bát. Một đôi này là 4 bát, 1 2 4 bát. Nhưng toàn bộ hệ thống là từ 22 học 100. Và đôi JBL 715 725. Tức là 2 bát một bên này, một chép, tức là 4 bát một đôi loa này và hai chép chép lớn. Đây chính là bộ sự kiện anh sẽ ghép và test gửi. Rất là đẹp và âm thanh rất uy lực quá nhá. Đồ mới 100% luôn, cho nên là an tâm về chất lượng cũng như là về độ bền cao. Cha tham sang gà bán nợ duyên xem.
Đây là một hệ thống công tăng sức mạnh âm thanh sự kiện và âm thanh ngoài trời, và tất cả các giới trẻ thích nhạc mạnh, nhạc bay. Bây giờ anh sẽ thử một bản bắt thật căng để thể hiện chứng uy lực, cũng như là anh ấy gọi là tiếng sấm giữa bầu trời xanh này. Các bác dùng hết cái máy tôi cho em này. Bay lốc nhà là bay lốc nhà, bắt con gà là bắt con gà.
một ca khúc Quan Họ sẽ gửi cho tất cả các bác anh chị, các em đam mê âm thanh yêu hát trên mọi miền của Tổ quốc. Đây cũng là một di sản của người dân Bắc Ninh. Một ca khúc Tòng sau đây ca sĩ Tình Nguyễn đây thể hiện trên một bộ dàn sự kiện nho nhỏ. Thì tuy là mùa hạn rất là oi bức nhưng các bác được nghe bộ sự kiện này có thể là oi bức mấy cũng từ trong nhà đi ra để ngó nghiêng và nghe những nốt nhạc, những khung nhạc được thể hiện hết sức chi tiết uy lực của dàn sự kiện này. Bao đèo cao bao suối sâu nắng mưa gió sương anh không ngại chỉ mong bảo em người em gái hát câu dân ca người ở đường về câu dân ca ngày xưa em hát để nhớ thương anh phải đi tìm và hôm nay vào ngày hồi gặp lại em vẫn là một bộ sự kiện phục vụ cho tất cả các bác anh chị các
cho anh em thích âm thanh sức mạnh, âm thanh cái đồ, âm thanh bay. Xin chào anh ca sĩ Đại Chúng rất nhiều nhá, mấy húc tơ hồng.